Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa, ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa. Hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm. Thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa, vì là một năm hân hỷ, sẽ làm thánh cho các ngươi, phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn ngươi cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hân hỷ, ngươi sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá, vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Ví các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ 7 sẽ lấy chi mà ăn? Năm thứ 6, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm. Năm thứ 8, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ. Đoạn, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm hân hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy thì kể như ruộng đất,
chủ bán có phép chuộc lại, đến năm Hân Hỷ nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê-vi và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Lê-vi một cái nhà tại trong thành người Lê-vi, đến năm Hân Hỷ nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê-vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm Hân Hỷ. Đoạn, người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập, không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt mà khát bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra. Ấy, do nên những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái. Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi. Vậy, họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng, về phần anh em các ngươi là dân Israel, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy. Sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại. Một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú, hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại, hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm Hân Hỷ, và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít, tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. Nếu còn nhiều năm thì hãy cứ số năm này cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại. Nếu đến năm Hân Hỷ còn ít năm thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại. Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm, chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi. Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm Hân Hỷ, người và các con trai người sẽ được ra tự do. Vì dân Israel là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 26. Các ngươi chớ làm những hình tượng, hoặc hình chạm, hoặc hình đúc. Chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sinh hoa lợi và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100, 100 trong các ngươi sẽ đuổi theo 1 muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Ta sẽ đói lại cùng các ngươi, làm cho sinh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi.
các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ mình và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới. Ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi, tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này, nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta mà bội sự giao ước ta, thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh tổn và rét, làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo. Nếu đến đổi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng sửa phạt các ngươi, và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sinh sản huê lợi, cây cối không kết bông trái. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ sai những thú đồng đến tha con cá các ngươi đi, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ vắng tanh. Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta, thì ta đây cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay thù nghịch. Khi ta dẫn sự đói kém đến, 10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mà không no. Dẫu đến đổi vậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta, thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ sửa phạt gấp 7 lần nữa. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình. Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng trên thay của hình tượng mình. Tâm hồn ta sẽ ghê gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến đổi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân, và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi. Xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ. Trọn trong lúc đất bỏ hoang vu, và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm sa bát. Trọn lúc đất bỏ hoang vu sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình. Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. Người này vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ. Các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân. Đất kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. Ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác của tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. Khi ấy, họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cự cùng ta. Đến đổi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ, nếu lòng không chịu cắt bì của họ sẽ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều sửa phạt về gian ác mình, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Abraham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. Vì xứ bị họ bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa bát tùy theo sự bỏ hoang vu bao nhiêu. Họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình, bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Dẫu vậy, đang khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu,
chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ, mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai-cập trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va. Đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se lập ra giữa Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Chương 2. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều giả dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của đấng Christ, song cũng chẳng cầu vụ vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi? Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em,
anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Đức Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách, nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Thi Thiên 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bản thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ xở chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều. Chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi, chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.